Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có tờ trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo và kiến nghị đối với quản lý sử dụng nhãn hiệu gạo Việt Nam, Việt Nam Rice. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, việc cấp nhãn hiệu chứng nhận gạo Việt Nam, Việt Nam Rice là cấp thiết nhằm nâng cao sự nhận biết đối với các sản phẩm gạo của Việt Nam, đồng thời tạo cơ sở để củng cố và phát triển thị trường, nâng cao giá trị gia tăng, thị phần và sức cạnh tranh của sản phẩm gạo Việt Nam. Mặt khác, theo quy định của tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới WIPO, sau từ 3 đến 5 năm kể từ ngày công nhận nhãn hiệu và cấp mã số bảo hộ mà không sử dụng nhãn hiệu chứng nhận thì sẽ bị tước quyền bảo hộ. Như vậy, cần khẩn trương cấp nhãn hiệu chứng nhận Gạo Việt Nam, Vietnam Rice cho các đơn vị kinh doanh và xuất khẩu gạo. <laughs>